Vâng, xin kính chào tất cả quý khách. Hôm nay cửa hàng A Cường đây lại mới về một cái dòng sản phẩm để cho các bác đang đi săn bắt lươn. Đây nha, hình cái loại này thì là ống trúm lươn hình chữ N đấy. Hoàn thiện và chưa hoàn thiện. Bên tay trái là chưa hoàn thiện, còn bên tay phải là đã lắp đặt xong rồi. Đấy. Cái loại này thì mới về ngày hôm nay là ngày 22 tháng 1. Mới về xong rồi em đi quay luôn. Để nhằm phục vụ cho các bác đi đánh bắt lươn đấy. Đây, đây cái này là hoàn thiện xong rồi nha. Xíu nữa em sẽ lắp đặt cho các bác. Đây. Nguyên đang nguyên kiện nó sẽ như thế này và sẽ em sẽ lắp đặt cho các bác. Đầu tiên các bác xoáy nắp ra. Đấy, bên trong cái ống lươn này thì nó sẽ có một cái ống bé và một ống to và ba chiếc khom và một chiếc lắp. Và cái ống lươn này là bằng nhựa APS rất là mềm và rất là dày, đập không vỡ luôn. Đây, phụ kiện nó sẽ như thế này. Ngoài ra thì có cả hộp đựng mồi nữa, nhưng mà em quên mất không mang theo. Hộp đựng mồi thì em sẽ, nếu mà các bác mua em sẽ tặng kèm theo một chiếc hộp đựng mồi. Đây, cái này có chiều ống lươn to là có chiều dài là 56 phân. Và ống lươn bé là con dài là 37 phân nhá. Hình dạng hình chữ L. Là 37 phân. Nếu mà lắp cái ống lươn bé vào thì nó thành 40 43 phân. Đầu tiên các bác em sẽ lắp cho các bác nhé. Đầu tiên các bác lắp đít vào. Nhau rồi bác cho cái hòm bé vào mới vào cái ống lươn bé nhá. Đó. Cho cao lên. Và các bác cầm cái ống lươn to này. Đấy, có một cái ở bên chỗ cái cạnh có một cái đấy cái một cái lỗ đấy thì bác xoáy vào cho chặt vào nha. Đây cái ống lươn này sẽ nhằm phục vụ cho các bác lấy những con lươn bé đấy. Lươn bé nó sẽ chui hết vào đây để các bác chỉ tháo cái ống nắp này vào là xong đấy, hiệu quả tất cả con lươn nó sẽ chui vào đấy. Sau bác lắp vào. Đó, lắp hai của cái hai đầu này, một đầu ống lươn này cho một cái đầu to và một đầu bé nhá. Đầu dưới này này nó sẽ rộng tầm 7 phân rưỡi, còn đầu trên là sẽ là 8 phân rưỡi. Đây 8 phân rưỡi bắt được những con lươn tầm ngón tay út trở lên đến ngón tay cái hoặc hai ngón tay cũng được, hai ngón tay thoải mái. Đây nha, hai ống lươn chui vô nó sẽ chui vào cái hình ở dưới và các bác thì tháo ra các bác lấy lươn thôi, rất là dễ dàng. Hàng này bên Trung Quốc sử dụng rất là nhiều, cái này nó đắt hơn một tuy đắt nhưng nó bền và nó rất là hiệu quả. Đấy còn hình ảnh cách đặt thì em sẽ cho bác đăng lên cho các bác xem nhé. Đây hình ảnh, đây hình ảnh các bác chỉ đặt theo một đầu trên và một đầu dưới thôi, rất là hiệu quả. Đây, đấy, em đã giới thiệu cho các bác ông lươn rồi. Hiện tại giá là em đang bán giá là 40.000 một chiếc thôi, rất là rẻ. Chưa có bao gồm phí ship nhá. Đây, hàng ngày em về được 200 chiếc. Chắc ngày mai sẽ bán hết.